Sa thú, sa thú lên thay, kính cảm ơn nhật bình. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và giờ này là giờ cung thỉnh pháp sư, kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng tự nhiên cung thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Dhammacalokathibhatisambhati katanchaliyantivarang ayacchathang santithasattambharachapkachatika đề xế tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê đêm bi na yan cha ca yang su tan cha ban đăng phi tham ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu sát cha đăng đăng ba bố tha này về ba đi xa và mơ chê ê quan sa ham ba thi brahma và ca quan tăng a già cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca run nhẹ na thi và tha già tăng ha u tha già ba đề na mi ga da yang ta to ga tu bành cha wa ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma tu ta to ba bu ti sam bu to anu na tham ma de sa năng ma ga wa sa ni de se ti sa ta năng at tha sit tha căng te na sa thu ai yo phan te đề xê tu tham mà đề xa năng sập bà di tha bà đi xa gia anu cam bằng đi cả ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như xem trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đang nhờ ánh sáng trải hoa lành rải tàn mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoảng
Phật nhận lời nhân chẳng dĩ gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ấm phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Và Nam Mô Bức Tha Giá, con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư, và bây giờ con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe tín hiệu của tự nhiên không ạ? À? Dạ, đã thấy tín hiệu của đại đức. Dạ, xin đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho đạo tràng chúng con được pháp hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh và cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có hai cái đường nét, một cái đường nét cố định mà nó vào bàn thót cũng không được, rồi chúng tôi xài cái đường nét 3G. Đường nét 3G này thì nó được một ngày nó cho phép mình xài được 4G. Mà nãy giờ chúng tôi mở từ hồi lúc 5:30 đến giờ này nó không biết là bao nhiêu, nó tốn bao nhiêu mê, bao nhiêu vi, nhưng mà chắc cũng hy vọng sẽ thuyết giảng được hết cái thời pháp này. Quý vị nghe âm thanh nó rõ phải không quý vị? Dạ, tại vì chúng tôi cũng mong cái bài pháp này nó được liên tục, cái bài pháp này nó cũng rất là hay quý vị. Hôm nay thì chúng ta bước qua cái phần thập nhị chi đạo mắt căn giác. Cái phần thập nhị chi đạo này nó vẫn còn nằm ở trong tạp loại yếu hiệp, vẫn còn nằm ở trong tạp loại yếu hiệp. Tạp loại yếu hiệp bữa trước, kỳ trước chúng ta đã học về lục nhân, thất chi thiền, rồi ngày hôm nay thì đến thập nhị chi đạo. Vậy thì trước khi bắt đầu vào buổi thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sutto pagawa mutang pavantang apiwa demin sokato pagawata tammo tamang namasami subbati bando pagawato sawakasangko sangkang namami lokasana thang ramuttama hang buddhan chak thamman chak banamami sangkang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tốn tắc, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ.
Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. À, kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thập nhị chi đạo. Mắt giá đạo có nghĩa là con đường. À, đạo có nghĩa là con đường. Con đường á, thì tại sao mình được gọi là con đường quý vị? Hễ mà cái gì mà nó là cái đường lối dẫn đến mục đích, à, dẫn đến cái sự tụ, thì cái đó được gọi là con đường, hay là cái đó được gọi là đạo, hay là đạo lộ. Vậy thì thập nhị chi đạo này đó có nghĩa là, tức là những cái chi phần, à, những cái chi phần của cái đạo lộ, à, những cái chi phần, à, hoặc là những cái yếu tố làm thành cái con đường. Như vậy sư, cái viết mở cái học tủ này nè, bữa có để mấy cái viết ở trong đó. Đó. Vậy thì à, những cái yếu tố, vậy thì thập nhị chi đạo này á, có nghĩa là gì quý vị? Những cái con đường nó dẫn đi đến, à, đi đến cái sự thành tựu, à, dẫn đi đến cái sự mục đích, à, thành ra chúng ta gọi, à, nó là con đường. Vậy thì ở trong cái bài học của chúng ta đó, trong cái phần này á, là tạp loại yếu hiệp. Vậy thì nó có những cái con đường hay là những cái đạo lộ dẫn đến cõi khổ, hoặc là nó có những cái đạo lộ hoặc là con đường dẫn đến cõi vui, thành ra đó, à, chúng ta gọi là tạp loại yếu hiệp. Đó, yếu hiệp nó được xếp vào ở trong cái tạp loại yếu hiệp, có nghĩa là những cái con đường này dẫn đến khổ cảnh cũng có, những cái con đường này dẫn đến, à, cõi vui, đạo lộ niết bàn, à, cũng có, thành ra được xếp vào tạp loại yếu hiệp. À, nó chỉ có bấy nhiêu thôi, nó chỉ có bấy nhiêu vậy thôi. Đó, thành ra đó, vậy thì ở trong thập nhị chi đạo này nó cũng có thiện và bất thiện, có thiện và bất thiện. Vậy thì, à, ngày hôm nay đó, à, chúng ta đầu tiên á, là chúng ta học về, à, chánh kiến, à, chánh kiến Sammādhiṭṭhi. Chúng ta học về, à, cái chi đạo đầu tiên, à, hoặc là cái chi pháp, à, đầu tiên đó là, à, chánh kiến. Khi mà quý vị nghe nhắc đến chánh kiến á, à, chánh kiến có nghĩa là như thế nào quý vị? Chánh kiến có nghĩa là cái sự sáng suốt, trí tuệ sáng suốt, là mình hiểu biết, là theo cái đường lối, là tốt đẹp. Nó là mình nghe nói về, à, chánh kiến đó là coi như là mình hiểu biết được, là cái cũng như là mình có cái tâm sáng suốt, là mình có cái tâm mình biết được, là những cái con đường, là nó tốt đẹp đó. Thì mình nghe như vậy á, thì mình thấy dễ, mà thật sự ra đó thì nó không có dễ quý vị. Mình thấy dễ nhưng mà không dễ đó. Vậy thì bây giờ á, mà khi mà chúng ta nói về cái chánh kiến á, để mà chúng ta có được một cái chánh kiến á, là chúng ta phải hiểu, à, chúng ta phải hiểu được là sáu cái điều sau đây, à, sáu cái điều sau đây. Cái điều thứ nhất á, là chánh kiến về nghiệp, à, chánh kiến về nghiệp. À, quý vị nào có thể viết lên giùm chúng tôi chánh kiến về nghiệp. À, thứ hai á, là chánh kiến ở trong thiền định á, à, chánh kiến ở trong thiền định. Chúng ta khỏi cần ghi Bali, à, tại vì, à, chúng ta ráng làm sao mà chúng ta hiểu được, à, là nó tốt rồi. Chánh kiến về nghiệp nè, rồi chánh kiến trong thiền định, rồi, à, thứ ba đó là chánh kiến trong thiền quán, à, chánh kiến trong thiền quán. Thứ tư á, là chánh kiến ở trong đạo, chánh ở trong đạo. Thứ năm á, là chánh kiến ở trong quả, à, thứ năm là chánh kiến trong quả. Rồi, à, thứ sáu là chánh kiến thuộc về trí phản kháng. À, thứ sáu là chánh kiến thuộc trí phản kháng. Đó,
Quý vị thấy rằng mở đầu chúng ta nghe nói chánh kiến, có nghĩa là trí tuệ sáng suốt, hoặc là nói gọn là tâm sở trí tuệ. Nhưng mà khi mà phân tích ra đó, là chúng ta có trí tuệ sáng suốt, mà sáng suốt ở trong đâu? Sáng suốt ở trong về nghiệp nè, sáng suốt ở trong thiền định nè, rồi sáng suốt ở trong thiền quán nè, sáng suốt ở trong đạo nè, sáng suốt ở trong quả nè, rồi sáng suốt ở trong cái trí phản kháng. Đó. Vậy thì bây giờ á, chúng ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ dùng cái phép mà của toán học để mà chúng ta lược dần dần. Chúng ta lược lại dần dần quý vị. Đối với khi mà chúng ta đạt được đạo là quả sẽ liền theo sau đó. Thành ra cái điều này á, chúng ta khỏi cần bàn đến. Chúng ta khỏi cần bàn đến. Tại vì khi mà quý vị mà tu tập mà tâm đạo mà sanh lên rồi đó, thì kế tiếp liền cái sát na theo đó là coi như là tâm quả nó sẽ sanh liền. Nó không còn, nó không có chờ đợi, không có còn chờ cái thời gian gì hết. Đó. Thành ra cái điều này chúng ta để qua một bên. Rồi cái chánh mà thuộc về cái trí phản kháng là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là lúc đó nó, đạo quả của chúng ta mà nó sanh lên rồi đó, thì cái phiền não nào mà chúng ta đã đoạn trừ đó, thì cái trí phản kháng này sẽ biết được, sẽ xét lại là coi như là những cái kiết sử nào, thí dụ như mình đắc tu đạo quần, thì lúc đó cái kiết sử nào mình đã đoạn trừ thì trí phản kháng này sẽ biết. Hoặc là mình đắc đạo quả A-la-hán rồi, trí phản kháng này là biết là mình đã sạch phiền não rồi. Những cái phiền não là coi như là mình đã đoạn trừ rồi. Đó, thành ra đó. Vậy thì quý vị thấy rằng là lúc này bây giờ chúng ta chỉ cần học cái gì quý vị? Chúng ta chỉ cần học về chánh kiến về nghiệp. Rồi sau đó đó là chúng ta sẽ, khi mà chúng ta có chánh kiến về nghiệp đó, thì chúng ta sẽ làm gì quý vị? Chúng ta sẽ tu thiền. Mình biết được nghiệp quả rồi. Mình biết được nghiệp quả rồi. Thành ra lúc đó, đó chúng ta sẽ an trú. Chúng ta tu tập về thiền. Mà hãy tu tập về thiền thì sao? Chúng ta tu tập về thiền thì sao quý vị? Chúng ta sẽ có cái chánh kiến ở trong thiền. Khi mà chúng ta có chánh kiến ở trong thiền định rồi đó, thì lúc đó chúng ta tiếp tục, chúng ta tu tập nữa, thì chúng ta có chánh kiến ở trong thiền quán. Ở trong thiền quán đó, thành ra lúc đó khi mà chúng ta có chánh kiến trong thiền quán rồi, thì chánh kiến ở trong đạo, chánh kiến ở trong quả, nó sẽ tiếp theo, nó sẽ sanh lên thôi. Vậy thì cái đầu tiên á, cái đầu tiên á, mà khi mà nói đến chánh kiến á, thì trước nhất là chúng ta phải hiểu về cái điều này. Chúng ta hiểu về cái điều này đó rồi, lúc đó đó chúng ta sẽ tu tập. Chúng ta sẽ tu tập. Vậy thì á, chúng ta tu tập một cái vị mà khi mà tu tập mà muốn để cho mình có cái sự sáng suốt, hoặc là mình muốn có sự chánh kiến đó, thì trước nhất là chúng ta phải quan tâm, chúng ta quan tâm đến nghiệp. Mà chúng ta quan tâm đến nghiệp đó, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta có niềm tin. Khi mà mình đi đứng nằm ngồi, mình nói, mình suy nghĩ, mình làm bất cứ một cái hành động gì đó, mình cũng có cái niềm tin chắc vào ở trong nghiệp. Mình có cái sự mà mình có cái quan niệm á, mình cho mình nhìn nhận rằng nghiệp và quả của nghiệp là do chúng ta đã tạo ra, do bản thân của mình đã tạo ra ở trong một cái đời sống nào đó. Thành ra mình có cái niềm tin chắc đó rồi đó, thì coi như là bất kỳ một cái hành động nào mà mình làm, mình đều có một cái sự mình tác ý. Có nghĩa là chúng ta hiểu được về nghiệp rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ khi mà chúng ta nói một cái điều gì đó, chúng ta làm một cái gì đó, thì chúng ta cũng có cái sự mà tác ý đến nghiệp. Nếu mà cái sự tác ý sai này đó, thì nó sẽ tạo ra cái ác nghiệp.
mà hãy mà cái sự tác ý mà đúng á, thì nó sẽ tạo ra một cái thiện nghiệp đó. Vậy thì cái nghiệp này á, mình có ở trong cái cuộc sống này, mình có đau khổ hay là mình được hạnh phúc, là nó tùy theo cái nghiệp mà mình đã tạo đó. Chẳng hạn á, mình thấy khi mà mình ngồi mình hành thiền, khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập, chúng ta hành thiền, hoặc ta ngồi một chúng ta suy tư, mình suy tư hoặc là mình hành thiền, cái tâm của mình á, lúc đó mình sẽ tác ý vào đâu quý vị? Mình tác ý vào á, cái người á, mà làm những cái ác nghiệp á, thì sẽ gặt hái những cái quả báo ác. Chẳng hạn như những cái tội phạm người ta phải bị đương đầu với những cái sự mà trừng phạt vì cái tội ác của họ. Mà nếu mà có nhẹ nhất á, là họ có thể cái xã hội này nhóm đó, thì chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập, chúng ta nhìn, chúng ta nhìn những cái hành động hoặc là chúng ta nhìn những cái hiện tượng nó xảy ra ở trong xã hội đó, hoặc là mình nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình có những cái lời nói mà nó cọc cằn thì người ta sẽ trả lại mình bằng cái lời nói cọc cằn. Mà hãy mà mình mà có một cái ánh mắt mà ví dụ như là mình liếc người ta hoặc là mình nhìn người ta đầy một cái sự khắt khe, đầy một cái sự ác ý, thì người ta sẽ trả lại mình bằng những cái hành động đó. Đó. Còn nếu mà ngược lại, mà chúng ta có những cái lời nói thân thiện, chúng ta có những cái ánh mắt hiền hòa, chúng ta có những cái nụ cười mà nó vui, vui vẻ, thì nó sẽ sanh ra một cái trạng thái hạnh phúc, một cái trạng thái an lạc. Có nghĩa là khi mà cái đối tượng đó đó là người ta sẽ đáp trả lại mình bằng một cái sự thân thiện, chắc chắn rằng những cái điều đó nó sẽ là cái điều hạnh phúc đáng yêu đó. Thì quý vị thấy rằng ở đây nói về cái nghiệp thì đầu tiên là sơ cơ nhất, căn bản nhất là chúng ta cũng có một cái suy nghĩ về như vậy. Khi mà chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy đó rồi, nó mới dần dần nó mới lên nữa quý vị. Dần dần nữa thì chúng ta mới khám phá được cái đời sống của chúng ta, cái đời sống nhân quả nghiệp báo của chúng ta. Ví dụ như bây giờ khi mà mình ngồi lại mình tu tập, tuy rằng là mình tu tập mình hành thiền về cái đề mục hơi thở đi, về cái đề mục hơi thở đi, nhưng mà đối với những người mà người ta có một cái trí, người ta tu tập về thiền, ví dụ như người ta có một cái năng lực thì người ta an trú ở trong thiền được, người ta an trú ở trong thiền suốt nào được. Còn mình mình không an trú được thì có nhiều khi là mình phải từ cái thiền định mà qua thiền quán đó. Cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong cái chú giải của cái bài kinh Chuyển Pháp Luân là các vị trưởng lão, các vị nói nếu mà chúng ta mà tu tập, bây giờ quý vị ngồi quý vị quán về nghiệp, quý vị quán về nghiệp là có nghĩa là quý vị quán như thế nào ở trong cái kiếp sống mình làm người này nè, cái kiếp sống mình làm người nè, mình có được tài sản hoặc là mình có được cái sắc đẹp đó, là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ mình bố thí hay là mình cung kính hay là mình sống có cái sự mà từ tâm gì đó, thành ra ở trong đời sống này mình mới có mình mới gặt hái được cái sự hạnh phúc mà ngày nay mình đang có. Còn nếu mà bây giờ mình hành thiền mà lưng mình đau, người mình mỏi mệt, bệnh hoạn nó sanh lên, là chắc chắn rằng là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó cộng với cái thời tiết hoặc là cái hoàn cảnh hiện tại nó trổ ra cho mình nó bị những cái sự đau nhức, nó khó chịu như vậy. Thì khi mà một cái vị hành giả mà mình ngồi mình quán vậy đó, thì mình quán lâu một hồi nó cũng mệt chứ quý vị. Một chút, một hồi lâu á, nó sẽ mệt. Thành ra các vị trưởng lão á, các vị mới dạy cho mình á, là lúc mình sẽ quay lại thiền định.
à, chúng ta sẽ quay là thiền định. Có nghĩa là nếu mà quý vị đang tu tập à, về cái đề mục hơi thở thì chúng ta chỉ ghi nhận à, chúng ta chỉ ghi nhận cái à, cái hơi thở của chúng ta, hơi thở vô, hơi thở ra. Đó, khi mà chúng ta ghi nhận cái hơi thở vô, hơi thở ra rồi đó, mà nếu mà chúng ta lấy lại, quân bình lại được à, cái tâm của mình rồi, lúc đó chúng ta quay trở lại thiền quán. À, chúng ta quay trở lại thiền quán. Đó là chúng tôi học được ở trong những cái bản à, chú giải của các vị thiền sư ở trong cái thờ gần đây. À, các vị à, chỉ cho à, những cái vị hành giả tu tập. Nhưng mà một người á, mà muốn được như vậy đó, thì chúng ta trước tiên á, à, trước tiên á, là quý vị phải có cái niềm tin, à, quý vị phải có cái niềm tin chắc ở trong à, nhân quả nghiệp báo. Cái chi phần đầu tiên của à, chánh kiến à, khi mà chúng ta bước vào chúng ta hành thiền, hoặc là khi mà chúng ta bước vào để mà chúng ta suy niệm à, suy quán một cái điều gì đó à, trước tiên thì chúng ta cũng phải à, có cái à, tin về nhân quả nghiệp báo. À, chúng ta tin rằng là mình ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là mình làm nail hay là mình làm một cái gì đó, mình làm một cái nghề gì đó à, thì cũng do một cái nghiệp nào ở trong quá khứ à, nó tác động đến, nó trổ quả. Rồi mình cộng với cái nhân hiện tại này, cái hoàn cảnh hiện tại này, thành ra nó tác thành à, nó tác thành cái điều đó. Bây giờ giả sử như gì nè, quý vị thấy rằng á, mình có con đi à, mình có con đi, quý vị cũng mong con mình làm bác sĩ, là kỹ sư, mình cũng mong chứ vị, nhưng mà không có đạt được cái, theo cái ý muốn của mình. Có người á, thì người ta đạt theo ý muốn của mình, có người người ta không đạt theo cái ý muốn. Là tại sao? Tại vì mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng à, chứ thật sự ra chúng tôi biết cha mẹ nào cũng vậy, cha mẹ nào á, thì cũng muốn con mình à, được à, làm những cái ngành nghề đó à, cha mẹ nào cũng muốn đó. À, nhưng mà cái sự muốn đó, đó có người đạt được, có người à, không đạt được à, là nó cũng phải ảnh hưởng do cái nghiệp ở trong quá khứ. Thì chúng tôi nói về cái điều này đến chi vị, để cho khi mà một cái vị học giả hoặc là hành giả gì cũng vậy, trước tiên á, chúng ta tu tập, chúng ta muốn có cái chánh kiến á, thì đầu tiên á, là chúng ta phải à, phải đặt nặng à, muốn có cái chánh kiến thì đầu tiên thì chúng ta phải đặt nặng à, về nhân quả. Có nghĩa là ở trong đây á, là không phải cái trí tuệ gì nó sanh lên hết, mà các vị trưởng lão á, các vị nói rằng là chúng ta phải có cái niềm tin à, ngay cái chỗ này á, là không phải là cái trí nó sanh lên gì hết nha quý vị à, chúng ta không phải cái trí nó sanh lên, mà ở đây chỉ đơn thuần là chúng ta có một cái sự chấp nhận. À, chúng ta có một cái sự chấp nhận à, về cái, những cái lời dạy của Đức Phật à, là coi như là mỗi cái chúng sanh có cái nghiệp riêng. Rồi chúng ta tin rằng từ những cái hành động ngay trong hiện tại này à, cái hành động ngay trong hiện tại này nó sẽ cho cái kết quả ở trong tương lai. Nếu mà bây giờ chúng ta tạo những cái tội lỗi, à, chúng ta tạo những cái tội lỗi, ví dụ như chúng ta có những cái hành động à, sát sanh, trộm cắp à, dâm gì đó à, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói dối gì đó, thì cái nghiệp đó nó sẽ cho chúng ta à, sanh xuống khổ cảnh. Mà nếu mà chúng ta do một cái nghiệp gì đó mà nó cho chúng ta sanh lại làm người à, thì chúng ta cũng phải chịu những cái quả báo. Ví dụ như là mất mát tài sản, bị lời nói thị phi, hoặc là xấu sắc vân vân. À, là chúng ta có cái niềm tin về cái điều đó. Mà hễ mà nếu mà chúng ta có bố thí trì giới tham thiền thì chắc chắn rằng những cái hành động này nó sẽ đưa cho chúng ta sanh lên nhàn cảnh. Còn nếu mà có sanh lại làm người đó à, chúng ta cũng là cái người mà đầy đủ cái phước đức à, phước đức, phước vật, phước trí gì đó à, theo cái thiện nghiệp mà mình đã làm đó. Vậy thì cái nghiệp tốt hay là cái nghiệp xấu á, nó đều cho cái quả hết đó. Thành ra đó, các ngài à, nói cái bước đầu tiên á, là chúng ta phải đặt cái niềm tin à, đặt cái niềm tin vào cái lời dạy của các bậc trưởng lão, lời dạy của Đức Phật là nói về nhân và quả.
nó sẽ theo chúng ta, nó sẽ theo chúng ta như hình với bóng. Thành ra nó, quý vị thấy rằng chúng ta có những cái bài kinh rất là hay. Ta đây phải có sự già đó, lúc nào được tàn á, rồi ta đây có nghiệp phải mang á, đó. Thì quý vị thấy rằng chúng ta có những cái bài kinh đó, chúng ta có những cái bài kinh đó để chi, quý vị? Chúng ta có những cái bài kinh đó để chúng ta nhắc nhở. Chúng tôi nghĩ rằng á, các vị trưởng lão á, mà làm dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật, dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật, nên các vị đó mới làm ra cái bài kinh mà văn phần như vậy, để cho chúng ta dễ nhớ, chúng ta tụng đọc để chúng ta nhắc nhở, chứ không phải là những cái bài kinh suông, không phải là những cái bài kinh suông, quý vị. Đó, vậy thì khi mà chúng ta có cái quan điểm đúng đắn thì coi như là chúng ta có chánh kiến của nghiệp. Mà hễ mà chúng ta bị những cái quan kiến hoặc là những cái quan điểm nó sai lầm, nó nghịch lại, thì coi như là lúc đó chúng ta sẽ bị rơi vào tà kiến. Rồi bây giờ nói ở trên căn bản, khi mà chúng ta có một cái niềm tin về nghiệp rồi, nhân quả nghiệp báo, chúng tôi nói gọn lại là chúng ta có cái niềm tin về nghiệp rồi, thì cái vị đó là sẽ sao, quý vị? Sẽ bắt đầu bước vào cái sự tu tập. Tại vì giờ mình có cái niềm tin rồi, mình có cái niềm tin rồi á, niềm tin cái mình đúng đắn rồi, niềm tin nhân quả nghiệp báo nó đúng đắn rồi, thì chúng ta nghĩ rằng là không có một cái đấng nào mà người ta ban phước hay là người ta giáng tội cho mình hết. Khi mà chúng ta có cái niềm tin đó rồi, thì mình sẽ loại bỏ được những cái tà kiến mà mình cho rằng là ai đó người ta ban phước hoặc ai đó người ta sẽ giáng tội cho mình. Thành ra đó, lúc đó đó là chúng ta đã loại bỏ được cái tà kiến đó rồi. Thành ra chúng ta nếu mà có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ đi tu tập, chúng ta hành thiền. Như ở trong kinh Đức Phật nói là khi mà một cái vị mà sau khi đi khất thực rồi độ ngọ xong, rồi đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một cái khu rừng hay là một cái ngôi nhà trống mà với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt để chăm chú theo dõi hơi thở vô, chăm chú theo dõi hơi thở ra suốt cả ngày, suốt cả đêm, hoặc là suốt cả tuần lễ, vân vân. Đó là cái cách để mình tu tập. Vậy thì ngày hôm nay đó, quý vị tu tập như vậy đó, thì mình phải làm sao, quý vị? Thì các vị trưởng lão nói rằng đối với các vị mà hành giả trong cái thời nay, khi mà chúng ta tu tập chúng ta thứ nhất là chúng ta đã có quy y rồi. Chúng ta tại sao mà chúng ta có quy y, quý vị? Tại vì nó cũng liên quan đến nghiệp luôn. Nó cũng liên quan đến nghiệp luôn, quý vị. Có nghĩa là mình tin về Đức Phật, mình tin về Đức Phật, thành ra đó mình mới quy y Đức Phật, quy y Đức Phật, quy y giáo pháp của Ngài, mình quy y tăng chúng của Ngài. Vậy thì bây giờ đến lúc ta hành thiền thì chúng ta phải dựa vào cái gì nữa? Chúng ta có niềm tin với nghiệp rồi, bây giờ chúng ta phải dựa vào cái gì? Chúng ta phải dựa vào căn bản của giới. Chúng ta phải dựa vào căn bản của giới. Mà bây giờ đó, bây giờ nếu mà chắc ăn, chắc ăn thì khi mà quý vị đi hành thiền, ví dụ như giờ sau khi quý vị nghe pháp xong rồi, mình muốn đi hành thiền, mình muốn hành thiền, thì chúng ta đã có niềm tin với nghiệp, chúng ta đã có quy y với Tam Bảo rồi, thì bây giờ chúng ta còn một cái hoài nghi, không biết là giới mình có trong sạch không, không biết giới mình có trong sạch không. Đó, không biết là mình thọ giới, nói mình thọ giới như vậy đó với cái vị này vị kia, nhưng mà không biết là cái ác ý mình nó có không, hay là cái ý của mình là nó có suy nghĩ về trộm cắp không, nó có suy nghĩ về sát sanh không, nó có suy nghĩ về tà dâm không, hay là có suy nghĩ về nói dối gì không đó, hay là
có suy nghĩ về cái chuyện mà đam mê ở trong rượu men, rượu nấu được không? Đó, thì các vị đó, đó các vị trưởng lão mới nói rằng là những vị hành giả nào mà thấy có bộ là giới của mình nó không có vững, giới của mình nó không có vững, thì mình sẽ phát nguyện, mình sẽ phát nguyện, mình đã có niềm tin với nghiệp, mình đã có quy y rồi. Đó, thì bây giờ mình chỉ còn một cái bước nữa là chúng ta phát nguyện, chúng ta sẽ giữ giới bằng cái cách nào quý vị? Ví dụ như những người mà người ta đã biết rồi thì mình không cần phải lúc đó mình phải đi tới chùa hết. Tâm của chúng ta hướng về bậc đạo sư, hướng về một cái tượng Phật nào đó chúng ta đã từng thấy, hoặc là mình hướng về một cái vị trưởng lão nào đó mà mình có cái sự quan hỷ với cái vị trưởng lão đó. Mình phát nguyện dù có mệnh hệ gì đi nữa đến với cái thân này của mình, mình cũng quyết lòng mà không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Người nào muốn thọ trì ngũ giới cũng được, người nào muốn thọ trì bát quan trai giới cũng được. Đối với những người Phật tử, chúng ta muốn thọ trì thập giới cũng được. Các vị trưởng lão nói rằng là nếu mà quý vị muốn thọ trì thập giới cũng được, thì quý vị giữ được giới nào thì mình có phước giới đó, mình đỡ bị cái sự bất hối. Nhưng mà hỏi mình là phải là sa di không? Thì không phải, thì không phải nha quý vị. Đó, hoặc là có những người mà hỏi vậy thì cư sĩ thọ trì 227 giới được không? Được, thì quý vị muốn giữ thì tốt, giữ được 227 giới cũng tốt. Nhưng mà hỏi mình không phải là tỳ khu, không phải, không phải. Nhưng mà hỏi giữ được, được. Đó, thì cái này chúng tôi nói thêm thôi. Chứ các vị trưởng lão nói sau khi mình có niềm tin với nghiệp rồi, đó, rồi mình có quy y tam bảo rồi, thì cái việc tiếp theo là mình cần phải xét lại cái giới của mình. Mà bây giờ mình xét lại nó mà chắc chắn nhất là chúng ta có cái sự tác ý giữ giới. Chúng ta có cái sự tác ý giữ giới từng điều học mà của mình. Như vậy thì chúng ta khi mà trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta không có bị hoài nghi. Chúng ta không có bị hoài nghi. Đó, còn đối với những vị tu sĩ, thì cũng có cách quý vị. Có nghĩa là các vị trưởng lão cũng dặn dò các vị tu sĩ, nếu mà cái giới của mình cảm thấy không có trong sạch đó, thì tự mình đi đến chư tăng mình trình tội, để cho chư tăng xử mình biệt trú, hay là có thể là chư tăng sẽ chỉ cho mình cái hình phạt là tự hối, vân vân. Hoặc là nói chung là các vị trưởng lão sẽ có cái cách để cứu tội cho các vị tỳ khu, các vị sa di. Thì cái điều này quý vị cư sĩ thì mình không bàn sâu đến, mình không bàn sâu đến. Thì nếu mà cái vị mà cư sĩ đó khi mà người ta có niềm tin rồi, có tin về nghiệp và quả của nghiệp rồi, có quy y rồi, có giới rồi, thì lúc đó đó là coi như là chúng ta sẽ ngồi xuống, với một cái tư thế nào mà chúng ta cảm thấy thích hợp, rồi chúng ta tu tập cái đề mục của mình mà thường ngày mình đã tu tập. Có nghĩa là thí dụ như cái vị đó tu tập về cái đề mục hơi thở, thì coi như là cái vị đó cứ ngồi lại một cái chỗ nào đó để mà mình an trú, mình giữ chánh niệm. Có nghĩa là mình theo dõi cái đề mục hơi thở đó. Thì cái hơi thở vô mình biết hơi thở vô, hơi thở ra mình biết rõ hơi thở ra. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền như vậy đó, không phải là chúng ta ngồi như hoài được đâu. Có nghĩa là lúc đó các vị trưởng lão mới nói rằng là có những cái trạng thái nó sanh lên. Ví dụ như mà bây giờ mình đau, mình nhức, hoặc là mình mỏi, thì cái vị đó, cái vị hành giả đó sẽ ghi nhận được, cái vị hành giả nó sẽ ghi nhận được cái trạng thái đó.
sau khi ghi nhận rồi đó thì cái vị đó sẽ trở lại, cái vị đó sẽ trở lại cái gì quý vị, sẽ trở lại cái đề mục mình đang tu tập đó. Mà các vị trưởng lão nói rằng đó là trong cái thời gian mình hành thiền á, thì những cái điều đó nó liên tục, nó liên tục nó xảy đến với cái tâm của vị hành giả, với cái tâm của vị hành giả. Thành ra đó cái vị hành giả lúc đó đó phải có cái sự mà ghi nhận bén nhạy, ghi nhận bén nhạy liền, khi mà ghi nhận nó nhức, hoặc là nó đau, hoặc là nó tê, nó cứng, rồi trở lại với cái đề mục và tu tập liền. Thì các vị nói rằng là cái hiện tượng này không phải là nó sanh lên một hai lần, không phải là nó sanh lên một hai lần gì hết, mà nó sanh liên tục rất là nhiều lần, liên tục rất nhiều lần ở trong cái khoảng thời gian mà chúng ta tu tập. Nhưng mà do ăn thua cái điều mà cần thiết á, là chúng ta có ghi nhận kịp hay không, hoặc là có những cái sự buồn ngủ nữa quý vị. Có những, nhắc tới đây chúng tôi nhớ có hồi lúc đó, chúng tôi, quý vị biết rằng chúng tôi đi hành thiền, có một cái vị hành giả đó, hành thiền mà quý vị biết rằng là coi như là ngủ gục ở trong thiền, ngủ gục ở trong thiền, thì cũng có rất là nhiều cái vị hành giả ngủ gục ở trong thiền, có nghĩa là mình ngủ mà mình không biết, nhưng mà không ai nói hết. Nhưng mà có một cái vị hành giả đó, nó là đặc biệt, là quý vị biết không, là ngái luôn trong cái buổi thiền tập đó đó, cái vị hành giả nó đã chẳng những mà ngủ gục mà còn ngái luôn quý vị. Thì chúng tôi hỏi quý vị, mình là phàm phu không quý vị, mình phàm phu không, thì hỏi giờ quý vị thiền mà chúng tôi ngồi kế quý vị, mà chúng tôi hành thiền mà chúng tôi ngủ gục, mà chúng tôi ngái luôn, thì quý vị hành thiền được không? Hành thiền không được, hành không được quý vị. Thành ra đó các vị thiền sinh, người ta mới viết giấy lên nha, người ta mới viết giấy lên, người ta cũng như là người ta trình với cái vị thiền sư đó, là giải quyết dùm cái vụ này đi, chứ giờ không có hành thiền được, nó không có hành thiền được. Thì thật sự ra đó quý vị biết á, mình nói gì thôi, thì mình lúc đó mình tu thiền quán, mình nghe âm thanh thôi, nhưng mà rất, thật sự ra rất là khó chịu đó. Thì quý vị biết á, khi mà cái vị thiền, các vị hành giả đó đã đưa cái giấy lên cái vị thiền sư rồi đó, cái vị thiền sư xuống nhắc nhở cái vị hành giả đó, xuống nhắc nhở cái vị hành giả đó, mà cái vị hành giả nó không chịu, nói không phải đâu, đó là con đang nhập thiền đó, chứ không phải là con ngủ con ngái đâu. Thành ra coi như là quý vị biết rằng quy cái trường thiền đó, cái mùa đó đó, cái mùa đó là coi như là các vị hành giả và thiền sư đều bó tay, đều bó tay hết quý vị. Có nghĩa là thôi, có những chúng sanh không thể nào mà sửa được, vì cái sự cố chấp quá. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này đến chi quý vị, để cho mình biết rằng là cái chuyện mà cái phiền não nó sanh lên ở trong đó đó, thì mình không có sợ, nhưng mà mình chỉ sợ là mình nhận biết được hay là không nhận biết được, mình nhận biết được hay là mình không nhận biết được thôi. Thế mà mình nhận biết được á, mình ghi nhận được á, thì cái đó nó sẽ tan biến. Cũng như bây giờ quý vị á, quý vị đau mà mình không biết là mình bị đau nữa đó, là mình phóng tâm mà mình không biết mình phóng tâm, rồi sao mà mình quay trở về với đề mục của mình được. Thành ra đó, hồi lúc trước á, chúng tôi khi mà sư trưởng Hòa Thượng Giác Chánh dạy chúng tôi thì có những cái câu mà câu Hán Việt mà nói về những cái điều này rất là hay. Có nghĩa là cái sự mà nhận biết được phiền não nó sanh lên đó, là cái điều đó nó quan trọng, đó. Vậy thì nếu mà nói theo cái nghĩa Việt của mình đó, là coi như là cái vị hành giả khi mà tu tập đó, thì mình làm sao mà mình nhận biết được cái phiền não đó nó sanh lên để mà mình ghi nhận. Mà nếu mà nó không sanh thôi nha quý vị, nó không sanh thôi nha. Chúng tôi có những cái thời gian á, chúng tôi hồi lúc trước á, chưa có làm công việc ở chùa á, lúc đó chúng tôi có dịp đi lang thang nhiều cái trường thiền. Có nhiều vị á, là do tới cái thời gian mà trình pháp á, cái thời gian mà trình pháp á, thì
ráng cố gắng, ráng cố gắng coi tìm tìm cái trạng thái gì đó để mà lên mà trình. Thì thật sự ra đó, bây giờ mà mình không thấy mình buồn ngủ thì thôi, mình không thấy mình khó chịu thì thôi, mình không thấy mình dính mắt thì thôi, thì mình trình theo cái đó, mình trình theo cái trạng thái đó. Nhưng mà có nhiều vị thì lại đi tìm, lại đi tìm những cái trạng thái để cố gắng tìm ra cái trạng thái để mà lên trình đó, thành ra cái điều đó nó cũng không được nữa quý vị. Cái điều đó nó không được đó. Bây giờ trở lại, trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày với quý vị, thì khi mà chúng ta có được cái niềm tin rồi đó, rồi chúng ta hành thiền, chúng ta ráng cố gắng, chúng ta giữ được cái chánh niệm mà nó xích sao, có nghĩa là nó giống như là nó bám sát với cái đề mục. Thể mà tâm của chúng ta bị phân tán đến đối tượng nào thì chúng ta ghi nhận cái đối tượng đó, chúng ta quay trở lại với cái đề mục chúng ta tu tập đó. Thì có khi lâu lâu quý vị cũng quán xét về cái giới của mình đến chi, để mình củng cố cái niềm tin mình hơn nữa, mình củng cố cái niềm tin của mình đó. Rồi có khi mình cũng quay lại với cái đề mục hơi thở của mình. Nhờ như vậy, nhờ cái sự mà ghi nhận một cách liên tục những cái hiện tượng nó xảy ra, chúng ta ghi nhận liên tục và chúng ta trở về tiếp tục với cái đề mục chúng ta tu tập. Ví dụ như là chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở, thì lúc đó nó tâm của mình á, tâm của cái vị hành giả đó, nó sẽ vững chắc quý vị, sẽ vững chắc ở trên cái đề mục đó. Có nghĩa là lúc này là mình tu tập, mình đúng cái đường lối đó, và mình có cái sự tinh tấn, mình có cái sự chánh niệm, mình có cái sự ghi nhận ở trong đó đó, thì một thời gian tùy theo phước báo của người đó, đến cái thời gian nào thì cái vị đó sẽ được an trú tâm một cách liên tục đó. Thì có những vị thì đầy đủ duyên lành thì đạt đến cận định, có vị thì cái phước mà nhiều hơn, cái sự tinh tấn, cái sự nhạy bén của chánh niệm nhiều hơn, thì cái vị đó sẽ đạt đến an chỉ định, là những cái định kiên cố. Rồi cũng có những vị mà coi như là không có đạt được cận định hay là an chỉ định gì hết, thì lúc đó đó các vị thiền sư mới chỉ cái vị đó, chỉ cho những cái vị hành giả đó là liên tục mà phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để mà ghi nhận thì lúc đó cái sự ghi nhận đó, cái sát na định nó cũng sanh lên, cái sát na định nó cũng sanh lên. Có nghĩa là bây giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tu tập, thì bây giờ nó trải qua một cái thời gian rất là lâu rồi mà nó không, tâm mình không có đạt đến cái cận định, có nghĩa là có tầm có tứ có hỷ, có tầm có tứ có hỷ có lạc đó, nhưng mà nó không có định thôi. Mình tu tập một thời gian lâu rồi mà cũng không có định của sơ thiền, tầm tứ hỷ lạc định gì hết đó, thì các vị thiền sư, các vị trưởng lão mới dạy chúng ta là ráng nỗ lực lên để mà ghi nhận. Lúc đó chúng ta nỗ lực, chúng ta ghi nhận thì chúng ta có cái chánh niệm ở trong đó, thì đối với đề mục hơi thở vô hơi thở ra chúng ta cũng ghi nhận được, những cái sự khó chịu nó sanh lên chúng ta cũng ghi nhận được. Vậy thì lúc đó là cái gì quý vị? Lúc đó là cái gì? Cái sát na định của chúng ta. Có nghĩa là đối với thiền định nó có ba loại: sát na định, cận định và an chỉ định. Cận định mình không đạt được, an chỉ định cũng không đạt được. Thành ra lúc đó chúng ta nỗ lực là chúng ta tu tập đó. Thì những cái lúc nào mà chúng ta biết rõ được cái hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra, những cái phiền não nó sanh lên chúng ta ghi nhận được, chúng ta quay trở lại với đề mục chúng ta tu tập được, thì lúc đó đó
các vị trưởng lão, các vị mới giải thích rằng là lúc đó chúng ta có cái sát na định của vipassana hay là samadhi. Đó, chúng ta có cái sát na định đó. Thì cái sát na định này đó, tuy rằng mình không có sanh về cõi thiền được, nhưng mà cái sát na định này cũng giúp đỡ mình, nó cũng giúp mình có cái cơ hội sanh lại làm người, hoặc là sanh làm người tam nhân, hoặc là khi mà chúng ta sanh lại làm người đó, chúng ta cũng là cái người mà đầy đủ về trí tuệ. Còn những người nào mà phát triển được đó, thì sẽ lên tới cận định và đầy đủ duyên lành ba la mật, thì coi như là cái vị đó sẽ chứng đắc được đạo quả tùy theo cái ba la mật của cái vị đó. Đó, cái đó là chúng tôi vừa trình bày cho quý vị nghe là cái phương cái đầu tiên á, là chúng ta làm sao mà chúng ta có cái chánh kiến, mà cái chánh kiến đầu tiên á, là cái chánh kiến ở trong nghiệp. Chánh kiến mỗi chúng sanh có một cái sở hữu của nghiệp. Mình là ở trong cái bài kinh mà tụng quán tưởng đó, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc đó, nghiệp mà nó theo chúng ta như hình như bóng. Thì chúng ta đó, cái chánh kiến về nghiệp cái đầu tiên này á, là không phải là trí tuệ nó sanh lên, nhưng mà chúng ta có cái chúng ta có niềm tin, chúng ta có cái niềm tin về nghiệp. Hãy mà chúng ta ngồi xuống, hoặc là chúng ta đi kinh hành, hoặc là chúng ta đứng, khi mà chúng ta nhìn một cái hiện tượng, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái cuộc đời của mình, hay là cái cuộc đời của chúng sanh đối diện mình, chúng ta cũng biết rằng là do nghiệp an bài, do nghiệp nó sắp đặt đó. Rồi khi mà chúng ta tin vậy rồi á, thì chúng ta chỉ còn có con đường để chúng ta tạo thiện nghiệp thôi. Mà cái con đường chúng ta tạo thiện nghiệp này á, là con đường chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập. Thì khi mà chúng ta hành thiền như vậy đó, thì chúng ta đạt đến cái gì quý vị? Samadhi, samadhi, sammadhi là chánh kiến ở trong thiền định. Chánh kiến ở trong thiền định đó, khi mà mình có chánh kiến ở trong thiền định này rồi á, là chúng ta sẽ quán xét lại, chúng ta sẽ quán xét lại quý vị. Thì khi mà tại sao mà chúng ta quán xét bằng cái cách nào? Chúng ta quán xét á, là chúng ta thấy rằng á, tâm của chúng ta đó, lúc mà ở trong cái khi mà được an tịnh á, là tại sao nó an tịnh? Nó có tầm, nó có tứ, nó có hỷ, nó có lạc, có định, nó có xúc, có thọ, nó có bi tí, nó có xúc, rồi nó có những cái tâm sở, những cái tâm sở. Thì mình học á, thì mình biết kêu tên những cái tâm sở đó. Nhưng mà đối với cái người mà người ta không có học á, thì người ta biết những cái trạng thái đó quý vị. Người ta biết cái trạng thái đó là do chê tá na của người ta, có nghĩa là do cái sự tác ý, hoặc là do cái trạng thái an lạc của thân tâm đó. Thì khi mà cái vị đó đó xuất khỏi cái tâm định á, xuất khỏi cái tâm định á, cái vị đó đó mới quán xét, quán xét hồi nãy á, là mình cái tâm mình nó được tỉnh, được an lạc á, là do những cái chi thiền đó, những cái trạng thái đó, cái trạng thái ví dụ như là cái trạng thái của định nó đè cái tham, nó đè cái tham, thì lúc đó cái vị đó có chánh kiến ở trong thiền quán, gọi là vipassana sammadhi. Đó, chính vì cái chỗ này á, mà hồi nãy chúng tôi nói á, là đối với cái bà, đối với cái chi pháp mà thuộc về chánh kiến á, là nó có sáu, nhưng mà chúng ta nhìn vô á, chúng ta rối lắm, chúng ta nhìn vô sáu cái điều đó chúng ta rối lắm. Thành ra đó, mới đầu á, chúng ta chỉ cần xếp, chúng ta thấy rằng á, nó có sáu cái chi phần ở trong đó: chánh kiến về nghiệp nè, chánh kiến ở trong thiền định nè, chánh kiến ở trong thiền quán nè, chánh kiến trong đạo nè, chánh kiến trong quả nè, chánh kiến ở trong tâm khoảng kháng.
Thì nếu mà chúng ta mà cố công á, mà chúng ta đi tìm 6 cái điều này á, là chết chúng ta đó. Thành ra trước tiên á, là chúng ta giảng lược từ từ, giống như hồi xưa mà mình học toán á, mà cái gì mà mình thấy nó giống nhau mình giảng lược đi, rồi còn lại cái nào á, mình cần phải giải thì mình sẽ giải cái điều đó trước. Thì đối với cái trí phản kháng á, là có nghĩa là như thế nào? Khi mà tâm mình á, mà mình diệt trừ được phiền não gì, nó còn phiền não gì á, là cái trí phản kháng đó nó sẽ biết được. Thì đến lúc đó là mình sẽ biết. Cũng như bây giờ quý vị tu á, mà quý vị còn sân nhiều hay là còn sân ít á, thì tự mình biết được. Chứ không thể nào mà mình lại hỏi cái vị thiền sư là con bây giờ là ngày thấy con nhiều hay là sân ít, con còn tham nhiều hay là con còn tham ít. Đó, mình không thể nào mình hỏi. Do mình biết được hồi trước á, mà mình sân hay mình tham như thế nào, bây giờ á, mình sân hay là mình tham nó có giảm được hay là nó tăng nữa. Đó là nói về cái trí phản kháng á, thì coi như là cái đó, để từ từ khi mà mình đạt đến đó là mình biết là cái đó là cái trí phản kháng. Rồi đối với cái chánh kiến mà trong quả đó, Palasama đích thí á, là cái đó, đó khi nào mà đạo mà nó sanh lên, mắt gác samma đích thí mà nó sanh lên đó là quả nó đi theo liền. Đó thì ba cái điều này mình không có cần, mình khoan, không phải là không cần, nhưng mà đến đó là mình sẽ biết thôi. Hãy mà mình vô hoàng cung là mình biết được hoàng cung như thế nào đó. Còn giờ mình đứng ở ngoài đó thì mình suy tư cái hoàng cung là vậy đó, thì ngồi trên cái ghế bằng vàng rồng đồ này kia thì nó rất là mệt đó. Thành ra chúng ta chỉ có ba cái điều mà chúng ta cần làm. Chúng ta có cái niềm tin, có nghĩa là samma diṭṭhi kammasakka, đó là chúng ta có cái chánh kiến ở trong nghiệp trước, trong nghiệp trước. Rồi chúng ta có cái chánh kiến ở trong thiền định là như thế nào, samma diṭṭhi cha ná, chúng ta có cái chánh kiến trong thiền định là như thế nào, là chúng ta biết cái cách tu tập, cái cách tu tập, chúng ta có cái trạng thái như vậy là coi như là an chỉ định. Chúng ta có cái trạng thái như vậy là cận định, mà chúng ta không có hai trạng thái đó luôn. Vậy thì nãy giờ chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền, chúng ta có ghi nhận được cái đề mục hơi thở hoặc là cái đề mục gì đó mình đang tu tập không? Mình có ghi nhận được như vậy thì gọi là ở trong đó mình là sát na định. Sát na định thì mình biết rõ như vậy, chứ không phải là người ta nói mình ngủ mà mình nói mình nhập thiền. Đó, mình biết rõ như vậy thì gọi là mình có cha ná sammadhi, chánh kiến trong thiền định. Rồi khi mà mình có chánh kiến ở trong cái thiền định rồi đó, thì mình thấy rằng là tại sao hồi nãy cái tâm mình được an lạc như vậy, thì mình biết rằng là những cái trạng thái, những cái trạng thái của định nó đã đè nén được cái sự ham muốn của mình, những cái trạng thái lạc nó làm cho mình không có mình không có bị sân. Đó, mình biết được những cái trạng thái, nếu mà nói theo cái danh từ Phật học đó, là mình biết những cái chi thiền nó đã đè được những cái. Còn nếu mà mình không có học cái đó đó, thì mình biết rằng là do những cái trạng thái này nè, nó đè mấy cái sự ham muốn này nè. Đó thì mình biết được, mình hiểu được cái điều đó, thì mình gọi là có vipassana sammadhi, chánh kiến trong thiền quán. Mình có chánh kiến trong thiền quán. Đó thì nói á, thì rất là dễ, nhưng mà các vị trưởng lão á, các vị nói rằng là chúng ta tu tập á, thì rất là khó. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta ngồi mà chúng ta tu tập, mà chúng ta quán, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta cố tâm chúng ta tu tập, đến nỗi mà như ở trong bài kinh Song Tầm đó, là mô tả đó, là coi như cái thân của chúng ta đó, nó khó chịu đến nỗi mà chúng ta có một cái cảm giác như là đầu của chúng ta nó bốc khói đó. Có nghĩa là mình lo cái thời gian đầu mà chúng ta tu tập đó, là đủ thứ trạng thái nó xảy ra, nó diễn ra. Nhưng mà lúc đó, đó là ăn thua là chúng ta biết. Ví dụ như mình chăm chú, mình quán quá, rồi mình quán về những cái hiện tượng là nó đang sanh lên, mà chúng ta bị cái sự căng thẳng quá, chúng ta quay qua hơi thở, chúng ta quay qua hơi thở,
À, hơi thở vô, hơi thở ra, mình ghi nhận vậy thôi. Đó, lúc đó tâm của mình nó trở lại yên ổn, nó thoải mái, nó yên ổn rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ quán tiếp. À, chúng ta sẽ quán tiếp. Đó, thì cái người mà biết à, cái cách tu tập như vậy, chỉ quán xong tu à, thì coi như là mới đạt đến à, mới đạt đến cái à, cái thiền định à, hoặc là cái trí tuệ ở trong thiền định, hoặc là cái trí tuệ ở trong à, thiền quán, hoặc là chánh kiến à, trong à, trong thiền quán, chánh kiến ở trong thiền định là sám ma thí. Đó, thì à, như lúc đầu chúng tôi nói, thì khi mà nói về chánh kiến này thì chúng ta biết nó là có sáu. Nhưng mà lúc chúng ta tu tập á, những cái gì mà chúng ta cần tu tập á, thì chúng ta tu tập về ba cái điều đầu này đó. Thì quý vị cố gắng, quý vị tu tập đi, là từ từ mình cũng có cái cảm nghiệm thôi. Đó, vậy thì ngày hôm nay mình chỉ đủ cái thời gian học về một cái chi đầu tiên thôi, chánh kiến Sammādhi. À, để tuần sau thì chúng ta phải học tiếp, chứ bây giờ thì cũng không có đủ thời gian. À, do vậy mà à, quý vị à, chỉ cần nhớ chánh kiến về nghiệp, à, chánh kiến ở trong thiền định, chánh kiến ở trong thiền quán. Còn đạo và quả phản kháng là lúc đó chúng ta đắc là chúng ta biết à. Yeah. Rồi, vậy thì bây giờ chúng tôi xin được à, kết thúc cái buổi giảng này à, với cái phần phước nào à, chúng con đã tạo được, xin thành tâm à, dâng đến chư tôn đức tăng. À, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam nữ à, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thất Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh khuất mặt khuất mài, chư vị thầy tổ đã quá giảng, chư thiên chúa diêm vương cùng chúng sanh cùng ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Hồ quả tu sắp băng ngà lăng rạc hành tu sắp bê đê quả tăng sắp băng vô tra nữ phá.